Xin chào quý anh em, hôm nay chúng ta sẽ tập luyện để chúng ta quạt cho nó ok hơn, nó tốt hơn, cũng như tập một vài note intro nha. Các anh em cùng lấy đàn ra tập và cùng xem hết clip thì chúng ta sẽ quạt nó thuận tiện hơn. Let's go. Một đêm anh mơ mình díu dít đưa nhau về thăm quê xưa với vườn cau thề. Bàn tay anh đang dìu em bước trên cỏ khô đi trong hoang vắng chiều tây đô. Bờ sông yêu xưa ta áo thước tha mi miu. Sao anh không thấy về Ninh Kiều? Dường như em nghe đời đang chiếu trong màu đen, đen như manh áo buồn chưa quen. Như anh em thấy thì hôm nay thì Khánh đang intro cái giọng là Mỹ Thứ ha, và giọng nữ thì có thể là La Thứ. Rồi những cái note này thì nó cũng khá là dễ thôi, nó không khó, nó phụ thuộc vào note ngang cao. Chúng ta sẽ thấy đây là ngàn năm Mi Thứ nè, rải xuống cái này. Từ nốt lá đẩy lên nốt bi, lá đẩy lên xí nè. Si si la si mi đê đê si la. La là ba dây La Thứ. La chắc đây là hàm rê trưởng bát dây 4. Đây là nốt pha thăng nè, pha pha đê pha mi nè. Fa mi, đây là fa nè. Fa mi fa la re mi mi harmonic. Rồi chúng ta hát bass. Cái kiểu này rất là bình thường rồi, đúng nhịp nè. Bass 3 2 1 chất bum chất bum chất. Bass 3 2 1 chất. Đây là bass chính dây 6. Bass phụ là bum bum thì nó khác bass chính, hoặc là bass chính luôn cũng được. Nên nó không có gì, nếu mà chúng ta đảo bass, đảo những cái bass này được thì nó thuận tiện hơn. Trời, mời chúng nghe nó hay hơn. Khi mà anh em mới tập á, thì anh em quấn thật là chậm và chuyển hợp âm trước cái đã là tập được thôi, nó không có khó, anh em sẽ tập được chậm lắm. Bass. Nếu mà anh em muốn đánh nhanh hơn nữa, ví dụ Khánh đánh là bùm chát bùm bùm chát bùm chát bùm, đó nó là vậy. Bùm chát bùm bùm chát bùm chát bùm, bùm chát bùm bùm chát bùm chát bùm. Thì cái chát đó, cái chát thứ hai, nhịp thứ hai là chúng ta ngân bùm, nghỉ lâu xíu nè cho ngân ra bùm chát, đó nó vậy. Có rất là nhiều kiểu đánh bolero, ví dụ chúng ta có thể đánh là bass 3 2 1 2 3 1 2 3. Một đêm anh mơ mình díu dít đưa nhau về thăm quê xưa với vườn cau thề. Bàn tay anh đang dìu em bước trên cỏ khô đi trong hoang vắng chiều tây đô. Rồi bây giờ Khánh tới thu hoạch cái quạt này. Thường là anh em hỏi nhiều bởi vì cái nhịp mình chưa chắc, mà cái kiểu quạt này Khánh hướng dẫn cái kiểu nó lai qua điệu ballad chút xíu, nên là khi anh em tập cái kiểu quạt này ứng dụng qua được quạt ballad luôn. Cái kiểu như sau. Đó, chúng ta thấy xuống xuống lên lên xuống 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 lên chuyển xuống xuống lên lên xuống 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 lên chuyển. Có rất là nhiều cách quạt, anh em tập một cách mà vững cái nhịp rồi thì những cái kiểu quạt sau thì chúng ta có thể biến nhiều cái để khi mà chúng ta lắng nghe cảm âm được tốt.
thì chúng ta sẽ làm được nó khác hơn. À, chứ chúng ta không có gì phải 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 nản hết ha. À, chứ mà, nếu mà anh không được chúng ta quạt chậm. Là xuống 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 lên chuyện. Xuống 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 là ba cái bùm nè. Xuống xuống lên nó cũng có vẫy xuống nè, nó cũng vẫy xuống lên lên. Những cái khúc mà C7 á, thì chúng ta nhấp nhấp. Cuối đoạn chúng ta có thể nhấp. Ok. Rồi, hãy nói lại cái quạt xíu. Lên lên xuống 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 lên. Chuyện. Nếu không được cũng không sao hết, chúng ta cứ quạt xuống nhẹ nhàng. Xuống lên xuống vậy hả? Ta học âm nào là mình xuống hả bậc đó. Tập gì hồi xưa anh cũng tập vậy đó. Cứ là không có đúng theo lắm, nhưng mà khi mà chúng ta quen rồi chúng ta nhấp mấy cái nhịp khác, nhịp chân nó quen rồi và chúng ta sẽ biến được những cái kiểu khác. Không quan trọng anh em cũng quạt cũng được. Thế đó. Cảm ơn anh em đã xem hết clip. Nếu có thắc mắc gì thì comment dưới đi, Khánh sẽ đọc hết cho anh em ha. Đọc hết và thả tim cho anh em. Vì vậy anh em cũng nhớ là thả like cũng như là đăng ký theo dõi kênh để nhận được clip mới nhất nha. Cảm ơn rất nhiều, nhớ subscribe kênh nha. Chúc sức khỏe đến toàn thể quý anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Tạm biệt.